con lang bước về trong chiều mưa, trong lòng bao nỗi nhớ trào dâng, nhớ tuổi thơ ngọt ngào bên cha yêu thương bao la, cha luôn vỗ về. Nay còn đâu hình bóng của cha và những ngày tháng được sống cạnh cha. Nghĩ về cha dòng lệ tuôn rơi, con nghe nỗi đau xót xa nghẹn ngào. Cha đã xa về cuối trời, con lẽ loi qua từng ngày cô đơn lạc loài. Giờ đây cha ơi, con đang bơ vơ giữa dòng đời, những bước chân như muôn ngà quỳ, nhưng con vẫn mãi luôn tin rằng người là ánh sáng trên con đường dắt dìu và dẫn lối con đi trong cuộc đời, dắt dìu và dẫn lối con đi trong cuộc đời.
Dù cho con có gom hết lá xanh trên rừng, có đong hết lúa thơm trên đồng, cũng không thể đền đáp được tình cha mênh mông sâu thẳm. Cùng những lời khuyên răn, dạy dỗ thật hữu ích, thấm đậm ân tình mà ngoài cha ra con chẳng thể tìm kiếm đâu được, con càng thấy thấm thía ý nghĩa lời nói: một người cha có giá trị bằng cả trăm thầy giáo. Và đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý nhất của người con. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con
xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai lắng vì như biển đông. Thank you.
cho dù mình chia tay nhau vĩnh viễn, cũng không có gì để tiễn cha đi, chỉ có ba chúng trà và mấy nén hương thôi. Chỉ ba gom canh thô sơ đạm bạc, chúng cha hãy về yên lòng cho con dâu cháu nào. Trăm năm mơ kiếp sống một bước thôi, tiễn cha về cõi vĩnh hằng. Trong nhân rồi mỗi lần các con về nhà thăm, đâu còn nhìn thấy cha ra vào hang hồi. Cha ơi, cha thở xưa cảnh gia đình nghèo khó, cha phải áo tầm
cha thì rau cháu tạm dùng cho nó vừa, công cha già con báo tử đồng ăn lại lại thứ hai đã nghĩa sanh thần, từ nay con kẻ phải đành rời xa vĩnh viễn cha hiền con kính yêu. Chiều chiều chỉ nói với em kể từ nay cha mình đã bỏ chị em mình rồi. Em ơi tôi vô tư trần, nhớ lời cha dặn tình thâm ruột rà, chị em thương nhau cùng nhau, dẫu cha về giang cảnh nhưng lòng này cũng thành tâm chấp tay giang giấy trời cao. Xin trời cao chức giám lòng thật của các con, lễ nhà chấm nghĩ từng giờ gì. Xin mời gia đình anh bảy dân và út chơi và út học bước lên dân trà cho cha. Lòng của cha mẹ như trời cao biển rộng, bước nói thế nào thì công lao ấy thuộc phụ thân mình. Thương cha dân già cũng vì cha con mà cha mình khổ đến ngày. Cha ơi hiếu ân con đã tròn, bao nhiêu cũng chưa tròn, làm sao trách được công lao của cha hiền. Công lao của cha mẹ như trời cao biển rộng, như biển hồ lai láng có thể tránh ngăn. Cha đã về cho cái đón lòng của con, của con lặng hồn tiếng nói sống trong khổ não lệ rơi chân hoàng. Tan chủ kiền thành lễ phúc cung tạ ơn linh lễ nhị bay. Kim ngân cha ơi, chưa lúc đưa tiền cha đi cũng đâu có gì để tặng cha, con chỉ có ít đồng bạc mòn để tiền cha về biển xa xôi. Cha ơi con là dâu thảo dâu hiền, mà mấy mươi năm cha nghĩa phu thê mới giữ trọn đạo vợ chồng. Còn tận làm dâu cố gắng hiếu thảo với mẹ cha, cho đời sau con các con nối hướng theo đoàn. Mặc dù vậy nhưng chữ hiếu con chưa lo tròn đủ, thì cha đã bỏ các con đi vĩnh viễn không. Lòng thành nguyện giấy hồn cha ở nơi giang cảnh
trở về chứng chi cuối năm hòa cảnh cùng tiền cùng dân thâm phù cha về chứng chi ta chủ tiền phật để phát quả trên đường dạt dào nguồn suối yêu thương.
bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, hy sinh cho con nhiều, mong cho con nên người sáng tương lai. Lời cha yêu dấu cứ quyết con vẫn ghi nhớ không thể nào quên. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi ghi khắc trong tim bao ngày. Công ơn cha cao dày, yêu thương cha vô vàn, biết lấy chi đáp đền ơn nghĩa tình cha. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi khắc ghi. Suốt một đời cha đã nhìn ăn bước mặt lao tâm khổ trí, trải qua nhiều đêm tại làng Xuân Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình nhà do yêu nước, cha là Nguyễn Văn Chở, mẹ là Bùi Thị Út, ông nội là Nguyễn Văn Học, ông cố là Nguyễn Văn Hổ, võ sư nhà yêu nước. Từ thời nhà Nguyễn rời quê hương Vĩnh Long đến nơi đây sinh cơ lập nghiệp, ông bà sinh được
15 người con, 10 trai, 5 gái, tất cả đều thành lạc và bắt thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, là cán bộ, công chức nhà nước, gia đình có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông được tặng quân thưởng quân chương kháng chiến hạng 3. Đó là cái thành tích tóm lược sơ của ông Nguyễn Văn Chính. Tiếp theo đây là tôi có thay mặt bên chi hội người cao tuổi có phải chia buồn phân ưu cùng gia đình. Kính thưa chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa gia đình và tăng quyến cùng bà con cô bác anh chị em con cháu cùng quý quan khách có mặt lễ tang hôm nay. Được lời giới thiệu của ban lễ tang, tôi xin thay mặt chi hội người cao tuổi ấp công nghiệp có đôi lời phân ưu chia buồn như sau. Chúng tôi được tin buồn cụ ông Nguyễn Văn Chính từ trần, vẫn biết rằng con dâu rể cháu nội cháu ngoại hết lòng chăm sóc phụng dưỡng và tập thể y bác sĩ bệnh viện Trần Văn Thời tận tình cứu chữa. Nhưng cơn bệnh hết sức hiểm nghèo, cộng thêm tuổi cao sức yếu, ông đành phải chút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 55 phút ngày 3 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022 âm lịch nhâm thần hưởng thọ 99 tuổi. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Chính là một gia đình truyền thống cách mạng, là hội viên hội người cao tuổi. Ông mất đi để gieo lại một nỗi buồn thê thảm cho gia đình, một tổn thất lớn, đau đớn lớn nhất cho hội phụ lão chúng tôi. Gia đình mất đi một người cha, một người ông mẫu mực, gương mẫu, luôn đỡ đần dạy dỗ con cháu sống tròn đạo nghĩa, sống ích quốc lợi dân, sống chung thị yêu thương đùm bọc bà con nhân dân, xã hội tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình huynh nghĩa đệ. Ở đâu có tình yêu thương là ở đó có cuộc sống tốt đẹp, nhất là khi hoạn nạn lòng yêu thương nhau lại càng dâng cao. Lúc đó lời dạy tình thương ruột thịt nghĩa đồng bào càng nghe thấm thía vô cùng. Vì thế tình yêu quê hương sớm là bắt nguồn từ tình yêu gia đình, tình yêu đất nước. Hội phụ lão chúng tôi cũng mất đi người bạn già đứng tuổi mà hằng khi lui tới thăm hỏi và trao đổi những lời hay ý đẹp, nghĩa nhân đạo đức. Đứng trước sự đau buồn, những nguy cơ mất mát, đau lòng của gia đình, chi hội người cao tuổi ấp công nghiệp xin thông cảm, chia sẻ những đau buồn mất mát ấy. Không có vui bằng, không có vui nào bằng cảnh sum họp, không có buồn nào bằng cảnh chia ly. Người trần thế như con sóng lượn, kẻ lắm trần buồn tưởng nước xương, kẻ sau cho xiết đoạn đường, ngửa qua cửa sổ hai hàng biệt ly, ly biệt càng ly biệt lòng còn lưu liên tiếc, buổi tao phùng hết mong buổi đoàn viên, vì thương mến lòng còn liên tiếc không gặp lại nhau nữa. Câu sanh tử biệt ly một lần đi, muôn thở chẳng về, sau cùng một lần nữa thay mặt chi hội người cao tuổi ấp công nghiệp đứng trước linh cụ ông, chúng tôi không biết nói gì hơn. Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình và tang quyến và tiễn đưa linh cụ ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyện cầu linh hồn ông thông thả an vui nơi cõi thọ.
và siêu thăng về miền Cực Lạc. Nỗi vắng mặt khó làm phai lãng, biết kể ai phân đoạn cho thông, tử sanh nhân nghĩa diệt đồng, hồn linh thăm viếng dặn lòng chớ quên. Cuối lời kính chúc gia đình tang quyến cùng bà con cô bác quý quan khách anh chị em con cháu có mặt lễ tang hôm nay được nhiều sức khỏe hạnh phúc thành đạt. Xin thành kính chư bồ cùng gia đình và tang quyến kính chào đoàn kết tương thân tương ái nhất. Và tiếp theo cháu xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Dân ra trước tiền sàn để có đôi lời cảm tạ cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, ông bà cô bác anh chị em thông gia và bạn bè thân hữu gần xa về đội mai táng. Chúng cháu xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, mọi người cao tuổi, thưa bà con cô bác anh chị em họ tộc cùng quý bà con bạn hữu xa gần, trong giờ phút tiễn biệt này, giờ phút mà gia đình chúng tôi sắp tiễn biệt người cha thân yêu nhất về cõi vĩnh hằng, sự mất mát lớn lao này không lấy chi bù đắp được. Trước anh linh của cha, chúng con kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ đến người cha thân yêu nhất của chúng con. Cha đã suốt đời hy sinh vì chúng con, cha đã không quản ngại khó khăn gian khổ để nuôi dạy chúng con nên người. Cha tôi sinh ra ở làng Xuân Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình cha tôi có 10 anh em, cha tôi là con thứ 9 trong gia đình. Ông nội là nhà nho học, bà nội tôi là gia đình danh giá của đất Vĩnh Long. Ông của cha tôi là võ sư Nguyễn Văn Hổ, người có công giúp đỡ người nghèo của thời nhà Nguyễn. Gia đình cha tôi xuôi về miền Tây. Khi đến mảnh đất này, 3 tháng sau thì ông nội tôi mất. Cha tôi trở thành giường cột để lo cho mẹ, cho chị, cho em. Đặc biệt cha tôi rất có hiếu với ông bà, nội ngoại và yêu thương chị em. Khi lập gia đình, những gánh nặng lo toan cuộc đời cứ đè nặng lên vai cha. Khi chế hai, anh ba, anh tư, anh năm và lần lượt các anh em tôi ra đời thì bao nỗi nhọc nhằn vất vả lại càng lớn hơn. Với đàn con 15 đứa, 10 trai 5 gái, cha tôi phải làm lụng vất vả, không ngại khó khăn gian khổ để nuôi dạy các con trưởng thành. Sự cần mẫn, đức độ, sự hiếu thảo, mẫu mực của cha đã truyền cho chúng tôi nghị lực để vươn lên. Các anh chị luôn chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Người trước luôn nhường phần, chăm sóc người sau, gồng gánh cùng với cha mẹ để nuôi đàn em của mình. Công ơn cha tôi như trời cao biển rộng, người cha vĩ đại của chúng tôi là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, lãnh sáng soi đường cho các con. Cha luôn sống khiêm nhường, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người. Không rượu, không thuốc, sinh hoạt lành mạnh, điều độ. Đặc biệt là có trí nhớ rất tốt, rất minh mẫn cho đến cuối đời. Nhớ từng đứa con, đứa cháu, cha luôn giữ nếp gia phong lễ giáo của gia đình. Ông nội là nhà nho và tôi là gia đình quý tộc. Con cháu đi về, ông luôn chào hỏi, đi là tiễn đưa, không bao giờ xưng tao với con và người khác. Khi ông nội tôi mất, cha tôi thứ 9 nhưng trách nhiệm là nuôi mẹ, nuôi chị, nuôi em và nuôi cháu. Khi lập gia đình thì luôn hy sinh cho vợ, cho con. Cha rất hiếu thảo với ông bà nội, ông bà ngoại, được ông bà rất yêu thương. Sự phúc hậu bao dung, một nhân cách cao thượng đã tiếp lửa cho con cháu thành công và đỗ đạt. Những năm tháng cơ cực khi đặt chân lên mảnh đất này, dùng đất hoang sơ để lập nghiệp, cha tôi đã xây nên cơ đồ như hôm nay. Đặc biệt là những năm tháng chiến tranh, cuộc sống vô cùng khó khăn,
con đông, nay ốm mai đau nhưng cha vẫn vượt qua. Thưa tía, hôm nay tía đã đi. Trước sự đau buồn và thương tiếc này, chúng con dâng lên tía lòng thành kính của chúng con. Chúng con hứa đời đời ghi nhớ công đức của tía và nguyện sẽ làm theo những điều răn dạy của tía. Anh em chúng con sẽ yêu thương nhau, xây dựng một gia đình, con cháu văn minh, tiến bộ và hùng ích. Hôm nay tía đã về với má, mong rằng ở chốn suối vàng tía má sẽ tươi cười hạnh phúc như những ngày ở trần gian. Tình yêu của tía dành cho má thật là vĩ đại, thật là đáng trân trọng, luôn cận kề bên nhau. Sự yêu thương chăm sóc, ông là một người chồng thủy chung, là người cha mẫu mực đạo đức, là tấm gương sáng của con cháu và họ tộc. Thưa tía, con là Ngọc Non, con gái cả của tía đây. Suốt những năm dài con sống bên tía má, tía đã dành cho con sự yêu thương của người cha với con gái đầu lòng. Con lớn lên trong sự yêu thương của tía má, của bà nội. Mặc dù con là con gái của người thứ 9, nhưng là người con gái lớn nhất, là cháu nội lớn nhất được ở gần bên tía má và bà nội. Con được sự yêu thương của tía má, của bà nội, của bác Tám và chị ba con của cô A. Con trai cả Ba Núi đã đi theo tổ tiên trước tía rồi. Hôm nay cha con gặp lại, con trai cả sẽ chăm sóc tía, cầu mong thế giới bên kia vẫn vui sống như những lúc ở dương trần. Thưa tía, con là Tư Hạnh đây. Khi anh ba ra đi, con trở thành trai trưởng. Con đã cùng với các em phụng dưỡng tía lúc tuổi già. Tía đã sống trường thọ hạnh phúc bên cháu con. Đó là niềm hạnh phúc của con. Ngày xưa tía đã làm lụng vất vả để lo cho bà nội, lo cho chị, cho em, và cả đời hy sinh vì vợ, vì con. Nên tía được phúc lớn, sống khiêm nhường, chăm chỉ, luôn vui tươi, nhớ và kể chuyện xưa cho con cháu. Nhớ ngày xưa khi chế hai đi lấy chồng, con phụ má lo chuyện bếp núc, chăm sóc các em mà người ta thường bảo con là con gái. Thưa tía, con là Nằm Xíu đây, đứa con trai hiếu động và cá tính đây, đứa mà lúc nhỏ thường mang đến cho tía bao niềm vui và nỗi buồn. Nhưng con cũng là đứa con trai lớn ở cùng tía để lo chuyện nặng nhọc, xây thành đắp lũy cho cơ ngơi này. Con không ngại nặng nhọc khó khăn để cùng tía mang đến cuộc sống cho gia đình ấm no hạnh phúc. Thưa tía, con là Sáu Hỏi đây, đứa con trai mà suốt tuổi thơ luôn ở nhà để bồng bế các em. Trước năm 1975 con đi vào vùng giải phóng rồi đi làm. Nhiều lần con được điều động lên tỉnh nhưng vẫn xin ở lại để gần gũi với chăm sóc tiên, bù đắp sự hy sinh to lớn của tía má. Tuổi trẻ tía luôn cơ cực lo lắng cuộc sống, nhưng khi tuổi già, mấy mươi năm qua tía sống viên mãn hạnh phúc. Tía rất vui khi con cháu đều thầm dắt. Thưa tía, con là con trai bảy của tía đây. Con trai bảy có 9 đứa em. Năm 1973, khi các anh lớn ra đi, con đóng vai trò con trai trưởng, vừa học vừa làm, vừa buôn bán. Trải qua vài năm khó khăn thì gia đình đã bước sang trang mới. Trước năm 1963,
con đã thấy tía xây nhà gỗ khang trang. Năm 69 bị bom tàn phá, năm 79 tía lại xây nhà khang trang. Năm 89 tía lại xây căn nhà hiện hữu hiện nay. Tía tôi là một người thông minh, có trí nhớ tốt và có ý chí mạnh liệt, có tấm lòng nhân hậu và tinh thần thép. Mọi người đều yêu thương và quý trọng tía tôi, từ anh bộ đội cho đến anh lính. Con đã theo tía suốt hành trình dài, tấm gương sáng, đạo đức và tấm lòng cao cả của tía đã truyền cho con nghị lực sống để vươn lên. Tía luôn có những quyết định sáng suốt và đúng đắn. Một điều rất buồn là tía đang khỏe mạnh, minh mẫn nhưng ra đi đột ngột, con quá đang buồn. Con muốn tía sống lâu và sống nhiều hơn nữa, nhưng mơ ước không thành. Lương tâm con cứ giày dò cắn xé, giận xui cứ luôn léo mặt con. Lần này tía bệnh mà không có con, ôi thật là đau đớn. Con là chính cung đây, tía máu bảo rằng con là người đạo đức, hiếu thảo giống tía, luôn gần gũi chăm sóc tía má lúc ốm đau. Nếu con không uống rượu nữa là đúng bản sao đích thực của tía. Từ nay còn tía đâu để con đem thức ăn từng buổi sáng, còn đâu để con tắm gội cho tía, còn đâu nữa để con đi về, còn đâu để con nghe tiếp kể chuyện ngày xưa. Tình thương của tía bao la và vĩ đại quá. Con là mai thu đây, mười thu đây tía, đứa con gái mình luôn được cưng chiều. Chế hai rồi lần lượt sinh bảy người anh trai, mới tới con ra đời. Cứ tưởng là con là út rồi, thế mà con lại có sáu đứa em. Con phải làm chỉ cả một quãng đường dài, con cũng cố vươn lên để thoát cảnh cơ hàn. Ngày xưa nhà mình khó khăn, muốn mua một cái quần xích gân hoặc mặt nưa là cả một điều khó khăn của nhà mình, nhưng là sự bình thường của gia đình khác. Gần đây linh tính của con là tía không khỏe, nhưng không ngờ tía ra đi quá nhanh. Yên nghỉ nhé tía kính yêu. Con là Út Hồng, Út Cẩm đây, hai đứa con gái yêu của tía đây. Út Hồng hay chèo xuồng đi chợ, thức khuya nấu rượu với tía má đây. Con gái và cháu ngoại luôn ở gần bên tía má. Con gái Út Cẩm đây tía, là đứa con gái đầu tiên của làng này đổ tú tài, là đứa con đã mang vinh quang hạnh phúc cho gia đình đang xen với bao nỗi buồn khó tả. Con là Út Hiền đây tía, từ nay con còn tía đâu để con phụng dưỡng, còn tía đâu để sớm tối con về. Con đã cố gắng làm những điều tía mong ước, mang lại hạnh phúc cho tía lúc tuổi già, ân cần chu đáo tiễn biệt tía về với tổ tiên. Tía xứng đáng được hạnh phúc, được tôn vinh và nể trọng. Con là Út Lành đây, đứa con gái Út luôn được tía má yêu thương luôn chiều. Mấy năm qua con không được gần tía, con không ngờ rằng ngày giỗ má là lần gặp tía cuối cùng. Con là Trơn Tôn đây, hai thằng Út được tía trực tiếp đặt tên Nguyễn Thành Trơn, Nguyễn Thành Tôn. Chắc lúc ấy tía nhớ về ông nội, một nhà nho thông thái, lấy con gái của một đại điền chủ Vĩnh Long, để rồi khi đất nước thay đổi phải bôn ba xứ người, ông nội đặt con trai là chữ Thành, Nguyễn Thành Công là bác hai, Nguyễn Thành Trí bác tám,
Nguyễn Thành Điểm là tía tôi, con trai út là Nguyễn Thành Trang. Con là chơn cái tía, con sẽ nỗ lực vươn lên để thực hiện ước mơ và di huấn của tía. Con là út tôn đây, Nguyễn Thành To. Người con hơn 40 năm qua để sống bên tía, phụng dưỡng lúc tía tuổi già, mong tía an nghỉ. Thanh Bình đứa cháu nội yêu, đứa sẽ thờ cúng ông bà nội và tổ tiên sau này, là đứa cháu nội gần ông nội suốt lúc tuổi thơ. Nội còn đâu để con đắm bóp ngủ canh ông nội được. Bích Phượng đứa cháu đầu của ngoại đây, hơn 7 năm sống cùng ngoại, với tình thương lớn lao của ngoại. Nhớ lúc con dành bà ngoại với cậu Hiền, con kêu bà ngoại bằng má. Cậu Hiền nói: má của tao, mẹ của mày. Rồi con xa ngoại để phụ mẹ chăm sóc các em. Nay ngoại đã đi rồi, con nhớ thương ngoại. Đường về quê ngoại không còn bóng ngoại đâu. Các con là cháu nội ngoại chắc của ông đây, nhờ phước đức của ông bà, đặc biệt là tấm gương đạo đức ngời sáng của ông, mà hiện nay đa số con cháu đều thành đạt. Đứa thì bác sĩ, thạc sĩ, luật sư, và có đứa thì đỗ đạt thành danh. Tuấn Hùng vài năm nữa sẽ là tiến sĩ. Con sẽ cố gắng nối gót tổ tông. Bé ghét thông minh học giỏi, Thùy Mỹ, Thanh Bình và nhiều đứa cháu khác là học sinh giỏi. Đây là niềm tự hào của gia đình và họ tộc. Hôm nay chúng con tề tụ về đây để tiễn biệt ông. Người ông ngời sáng vì đạo đức, nhân cách, có lối sống trong sáng nhân từ. Chúng con mãi mãi ghi nhớ lời dạy của ông. Chúng con là Diệu, Nhẫn, Lài, Thiện Hải, Hậu Giang, Mỹ Phúc, Hải Long, Ngân, Bích Liễu, Sương Lĩnh. Sương Lĩnh cùng với tía con yêu nội lắm, gần gũi nội. Những đứa cháu khắp bốn phương hôm nay cũng tề tụ về đây nhớ thương ông. Vĩnh biệt ông, người ông đáng kính. Các con dâu Hiền rể Thảo của tía luôn nhớ về tía. Người cha nhân từ bao dung luôn yêu thương dâu rể. Những năm tháng tuổi già được các con dâu trẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương như cha đẻ. Con dâu Trúc Ly, vợ Hiền, Út vợ con, gia đình luôn ghi nhớ công lao của các em. Rể cả tuổi gần 80 nhưng một mực kính quý cha vợ và học tập ở ông nhiều điều trong cuộc sống. Thưa tía, trong giờ phút đau lòng này, chúng con vô cùng đau đớn vĩnh biệt người cha, người ông kính yêu. Gia đình mất đi người cha, người ông, dòng họ mất đi người chú, người bác, người cậu, người dượng thân thương. Kể từ nay cha, ông chúng tôi đã vĩnh viễn đi xa. Những tình cảm thân thương, tiếng nói nụ cười không còn nữa. Tía đã về với cõi vĩnh hằng, về với má, với tổ tiên. Nhưng ở trần gian này, hình bóng của tía luôn hiện hữu, là ngọn đuốc soi đường cho chúng con đi, là tấm gương cho chúng con học tập. Kính thưa quý chính quyền địa phương, thưa cô bác, bạn hữu xa gần, trước sự mất mát đau thương lớn lao này, gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, bà con, cô bác, bạn hữu xa gần đã giúp đỡ, chia sẻ, phúng điếu, chia buồn, gửi lãng hoa để kính viếng. Gia đình chúng tôi xin ghi tạ công ơn tình cảm của mọi người đã dành cho gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi sẽ đền đáp khi quý vị có hữu sự, đặc biệt là con cháu của cha tôi,
quê hương của đất Kinh Kỳ Vĩnh Long cũng có mặt hôm nay. Trong giờ phút đau buồn này, gia đình chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm tạ chính quyền, các ban ngành đoàn thể, quý cô bác. Thưa tiến, trong giờ phút ngậm ngùi đau xót, chúng con sắp tiễn đưa tía về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vĩnh biệt ngàn thu, chúng con gửi theo tía lòng tiếc thương vô hạn. Chúng con xin vĩnh biệt tía, xin trân trọng cảm ơn quý bà con, cô bác đã có mặt để đưa tía tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Bỏ lại ruộng vườn, con đường quen thuộc ngày nào cha đi. Bây giờ vắng bóng cha rồi, đường xưa vắng vẻ con buồn nhớ cha. Công ơn giữ dụng sinh thành, con chưa đời đã cha đành bỏ con. Nhà hiu quạnh không còn cha đỡ, khóc tiện đưa cha xuống suối nhẹ. Lòng con dễ nghẹn ngào rơi lệ, thắp nén hương này đành vĩnh biệt cha ơi. Hai gia đình của chúng ta hãy lại cha và ông của mình bốn lại lần cuối cùng rồi đứng lên dâng hương cho ông. Nghĩa sinh thành dư dấn cả trăm năm, bên đời con cha một bóng âm thầm luôn che chở bằng bóng dâm mát dịu. Mời hai gia đình chúng ta hãy lại cha và ông mình bốn lại lần cuối cùng rồi đứng lên dâng hương cho ông. Thank you.
Và tiếp theo để quỳ hương đợi mai táng, xin trân trọng kính mời gia đình của chú Chính Cung và gia đình của cô bậc của cô Mười Thu. Thời gian ơi hãy ngừng cho, cho tôi ngồi cạnh cha tôi lâu dài, rơi nước mắt nhìn lên chi làm, nhớ ngày xưa con khóc cha ru, nhưng giờ quan cảnh âm u, con ai khóc tiện thiên thu cha về. Hai gia đình chúng ta hãy lại cha và ông mình bốn lại lần cuối cùng rồi đứng lên dân hương cho ông. Thank you.
Và tiếp theo lễ nguyện hương đợi ai đấy chúng cháu xin trân trọng kính mời thông gia chấp tử, có nghĩa là xuôi của các cô ông. Hiện tại ai có mặt ở đây thì ngay giờ phút này hãy tiến về bên chỗ cô ông để nguyện cho một cái hương lần cuối cùng. Về đời ai đấy xin trân trọng kính mời thông gia chấp tử, có nghĩa là xuôi của các cô ông. Thông gia tình nghĩa thâm sâu, từ nay vẫn còn chẳng còn đâu. Dâu sầu để khóc lòng đa xót, dứt nghĩa đỏ tình kiếp thông gia. Mù xa viền 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 ăn cảnh, còn đâu trò chuyện dịp buổi chiều. Chung nhà lý độ xưa kháng thích, nay đàn dịp viện thời thông gia. Chiếc người đã hết giờ lý viện, thắp nén hương thơm tỏa lòng thành. Có còn gặp chăng chỉ là trong đất chiêm bao. Nghẹn ngào các cháu khóc tiện ông đi, từ nay vẫn còn ông về miền. Cháu khóc cha mẹ buồn đẫm lệ rơi, còn đâu giọng nói tiếng người. Ngày nào đùa giỡn với con sớm chiều, giờ ông bỏ ra đi về miền. Mái đầu xanh đạm quán mạnh khăn tay, tiện ông đi đạm ước lệ hai hàng. Cháu đàn thắp ba nén hương tiền biệt. Lại chư Phật phóng hào quang trong sáng, tiết độ người thân con vừa mãn cuộc đời. Đưa nước hồn linh về cõi tuyệt vời, an nghỉ mãi nơi xa xôi thiên cảnh. Kính thưa ta gia cùng bà con và bạn bè thân hữu gần xa, ai được sinh ra trên cõi đời này đều cũng có cha có mẹ. Bản thọ vẹn tròn từ hai phi đức, ta mang trong ta từ hai hình bóng và dáng dốc của hai đấng sinh thành. Cha tiếp xúc cho ta ý chí, nghị lực và niềm tin, chúng ta vững vàng đứng lên để bước vào đời dù với muôn ngàn trong gai thử thách. Cha cho ta dòng dự quyết nồng nàn ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Cha lo lắng cho ta từ manh áo chế cương, sẵn sàng vượt núi dèo non, bất chấp mọi hiểm nguy gian nan để có thể mang về cho ta mọi điều ta mong muốn. Nhà không ở cha ra nơi hoang vắng, nằm dưới lòng đất lạnh giữa quan du, xương ngơi lạnh giữa giường quan hiu mạng, màn đi cù lạnh lẽo nóng cha đi. Và bây giờ cha tôi không còn nữa, chỉ còn lại là hồi ức của ngày xưa. Ngày mà các con còn thơ dại, cha ẩm bầu dữ dội thương yêu. Lúc sinh thời cha nuôi con khôn lớn, gian khổ dầu dàng cha ta khổ vì con. Ơn dữ dội con chưa đền đáp, giờ cha đành đòi bỏ con đi. Nơi cố định cha nào hay biết, các con buồn đổ lệ khóc tiễn đưa. Nơi cha đến con không tìm được nữa, kiếp đời người đã cướp mất cha tôi. Kiếp nhân sinh đã vĩnh biệt thật rồi, đành khóc tiễn cha về nơi cố định. Kính thưa ta gia, cho dù chúng ta có dùng hết bao nhiêu ngôn ngữ và văn chương, cũng không thể nào mô tả hết được công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ ông bà của chúng ta. Chữ hiếu con cháu không thể nào đền đáp được nữa, bởi số phận nghiệt ngã của tạo hóa đã ban cho kiếp con người, đó chính là sinh ly và tử biệt. Và giờ đây chỉ còn lại là việc thờ phụng và lo trong được bồ yên mã đẹp. Nếu được như vậy, tôi tin rằng hồn ông sẽ ngậm cười nơi chính xứ. Và kể từ đây, số làng vẫn bóng ông về kiệt, bạn bè chẳng thấy giấy ông đâu. Đều làng thôn xóm ông khuất dạng, nẻo về dịch cổ đóng ông đi. Và sau đây, Bích Tuyền đến từ trại hợp Linh Quang, xin phép được đóng vai một đứa con hiền để khóc tiễn cha đi. Thank you.
Oh.
Giờ ám vui sớm cha mẹ bỏ con.
Thank you.
vào dòng chấp não nhiệt tình nó đem về đây. Xem như nước trôi qua cầu này là...
sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Làm người sáng giàu đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này sẽ. Lạnh huyện sâu
tay đón bao lời chiều mến. Người ơi đừng quên, cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu. Người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Lấy muôn bão tố, đừng trách gì nhau khi cuộc đời chỉ là những phong ba, là cát bụi phù du. Ôi tôi xin người đừng thù oán chi nhau. Này những tranh giành gánh đuôi, những lọc lửa bon chen, những tình đời điêu ngoa, những sự đời xa hoa. Lợi ích gì đâu ngoài với tầm tay cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Gần dòng vòng tay đón bao lời chiều mến. Người ơi đừng quên, cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thứ